không 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 tôi chịu đấy, nó ngồi đây thôi, bao giờ nó ngồi thì chỉ ra cho tôi nhá. Tôi sẽ trông con tôi chứ. Tôi bảo nó là người bà, tôi sẽ trông con tôi. Mang lại cho tôi nhá. Điền gọi Sầm Sơn. Mình tập rồi. Ai đâu ạ? Đi kể ra có đông rồi. Em chào chị Chuyên. Hả? Tập kết rồi đi. Chị Chuyên ơi, đi biển tắm đi chị Chuyên ơi. Biển người mênh mông luôn. Cho mặt lên. Chị ơi, em đang ở bãi A chị ạ. À? Đây. Bãi nào cũng đông nhỉ? Đây là chị đang ở Sầm Sơn à chị Duyên? Ở Sầm Sơn không? Tối để em đón đi giao lưu nào. Ô chị ngay ở gần em. Thế tối nay chị em mình đi giao lưu đi. Em đây. Chắc là người ta dùng như thế. Để đấy, để đấy cho chị sai. Gọi cả người ta cầm rồi nó thôi. Biển người này chị này. Gọi tập tiếp đây cho nó chơi cùng đi. Đang đó em đâu, chị đang ở đâu? Biển người này em biết tìm chị ở đâu. Thì alo cho em để tối em mời chị đi cà phê nhá. Duyên ơi. Bãi B hả? Để em di chuyển xuống bãi B em đi tìm chị nhá. Vâng, tối chị em mình gặp nhau ở quảng trường nhé chị nhá. Cái kinh đến 17 triệu. Nó cả đến 17-18 độ. Để chị tìm em. Tìm em như thể tìm chim. Em đang ngồi ở trên hè này chị. À em đang ngồi ở trên hè này. Em ở bãi biển Sầm Sơn ấy, Sầm Sơn Thanh Hóa. Đông lắm mọi người đi tắm đi. Đi đây. Chắc là chơi với nhau để thông gia luôn đi nào. Chơi với anh luôn đi để thông gia nào. Đông nhỉ chị, đông lắm em. Biển người luôn đấy. Thằng cu chồng cho đi tắm với cô chân dài rồi. Cô chân dài rồi. Chắc hai mẹ con mình đi về đi. Em rơi ở khu vực nào? Em đánh được cái cục đá bảo kính cũng như là không có kỳ thì có thể là nó lượt luôn. Nó là đủ luôn. Sáng ngày mai cũng kèm. Mấy giờ?
Hương ơi, có khỏe không? Nào lên Hòa Bình chơi nhá. Thằng kia đâu? Giờ này về sớm. Thằng kia đâu? Biển người luôn. Ngồi chị đắt lắm. Thâm à? Đâu nè? Ngồi xuống chị đắt, ngồi cạnh chị, có phải làm gì à? Không phải nhìn, chỉ việc thưởng thức bằng vị giác thôi. Cứ xuống đi, cứ đi về đi. Chúng tôi xin thông báo, đội an ninh trật tự số 2 có nhận được cháu trai tên là Kha, cháu 6 tuổi, cháu cởi trần mặc quần đùi màu đen, có bố tên là Tùng, mẹ tên là Mến. Vậy ai là người nhà của cháu? Đến đội an ninh trật tự số 2 đón cháu. Bà nó vừa mới cắt kính trước cả hôm bảo vệ vẫn ban chứ. Sóng buổi chiều là sóng to nhỉ? Có nhận được cháu trai tên là Khang, cháu 6 tuổi, cháu có bố tên là Tùng, mẹ tên là Mến, cháu cởi trần mặc quần đùi màu đen. Vậy ai là người nhà của cháu? Chuẩn bị cho tự ăn cháu ai? Con nuôi được ăn để thuê thôi. Cả nhà yêu những ngày nghỉ thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân nha. Tối là mấy chị em tắt đồng cúa ăn. Tối mấy chị em mua đồng cúa. Ngồi ngồi đồng hát cho nó ăn đồng hát, có gì cái gì đâu. Mà ở đấy em chào chị Luyến yêu nha. Hay là đi về luôn đi rồi.
Quỳnh Đơ. Quỳnh Đơ nhỉ? Mẹ làm thế làm sao mà không làm được. Má, mấy giờ rồi? Năm giờ ba phút. Sớm mà. Trong mặc áo ba lỗ màu xám. Này ai thấy cháu ở đâu? Nó để hết sang hả? Không chín một ai 437 567 0912 437 567 hoặc 0988 754 999. Mẹ người ta đã bảo rồi. Cháu Lê Thu Ngân 11 tuổi. Ai tên cháu ở đâu đưa về cho Phạm Tùng Lâm hoặc liên hệ theo số điện thoại 0359 903 656 0359 903 656. Nhắn tin cháu Mai Phương 6 tuổi. Cháu mặc áo ba lỗ màu xám. Vậy ai thấy cháu ở đâu đưa về các bạn biệt thờ hoặc liên hệ theo số điện thoại 0912 437 567 0912 437 567 hoặc 0988 750 999. Bà Tuyết là ra kia bà sửa vải cho con vải thì khác là bà dúng mẹ dài đâu xuống cam. Kia, bà đang dúng vải đâu xuống cam. Không phải vấn đề là mệt mà vấn đề là trong phòng tôi bây giờ không biết ta đã bày cái gì ra, không chịu bày cái gì ra, không biết ngày mai ta thu về kiểu gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.